Mình sẽ chọn hai viên ngon nhất để mình mài con dao của mình. Mài viên này trước. Đây, con này nhá, nó bị cùn hết rồi. Cho nên mình sẽ mài với con này, đá này. Nó vì nó cùn quá nên mình sẽ dùng cái đá công nghiệp này để lái cái lưới chút. Nó tất cả một thằng rồi. Lưới mẹ hết. Con này lưới mẹ hết. Thử ra bố làm việc. Bố làm việc. Em bố nổi làm bố mãi tới con. Này mẹ rất là to này. Rồi, bây giờ mình sẽ mài đây cái này. Đâu đâu đây. Đừng. Nàng lửa luôn đâu mẹ. Nàng lửa đâu mẹ rồi. Bộ lớp chưa khen nữa. Đó. Bộ lớp trò nữa ha. Bộ cũng bộ quá. Bộ cũng đắp bộ có hữu trà rồi. Đây, nhìn nó đẹp dần rồi. Wow, nó còn mẹ. Đi xem lê đi đâu. Đất cũng kìa. Rồi, rồi. Nó là cũng kìa. Rồi, bây giờ mình dựng máy tạm để dùng được thôi. Chưa hết được kia được. Cấp cái này đây. Bây giờ viên nào. Viên cú này mới là viên mít. Khổ tôi đã lộ khổ tôi tu quá rồi. Hả chị nào? Khổ tôi đã lộ
Được rồi, bây giờ dùng tốt rồi. Có thể mang đi dùng. Yeah.